Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm luồng bãi trắng cả nhà. Thì hôm nay Tùng thăm khu vực này là 15 16 cái gì đó. Thì hồi nãy Tùng vô thăm thì chết chuột hết 2 cái cả nhà. Thì hôm nay Tùng đi đem theo 4 cái lồng xi cua mà thăm 2 cái chết chuột nên Tùng thay rồi. Cái này với cái này chết chuột rồi. Giờ đem theo lúa. Hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm cái luồng đây. Có thì Tùng sẽ quay và chia sẻ cho quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem nha. Quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem video thấy hay thì ủng hộ cho Tùng nha. Còn bây giờ thì mời cả nhà vô thăm cái đầu tiên. Cái đầu tiên đây thì Tùng gài cũng lâu lắm rồi cả nhà. Không thấy nó chạy nha. Hôm nay trời nắng nắng. Thử coi ra sao. Ơi. Dính được con dện cả nhà ơi. Mày con dện nè. Tùng lấy con dện này lên cho cả nhà xem nha. Dện này bự nhỏ, con dện cũng trọng á. Đây. Này con chuột này nó vô nó ép con chuột chết luôn nha. Nó không được ăn chuột mà nó ép chết chuột luôn. Con dện cả nhà. Cái đầu tiên vậy là được có lý rồi nha. Bây giờ thì Tùng sẽ đặt cái bẫy xi cua và Tùng sẽ ra quay lại cho cả nhà xem nha. Con dện này vô cũng lâu rồi cả nhà. Vô cũng khá lâu. Đây. Cả nhà thấy không? Con dện này. Cũng vô cũng khá lâu rồi cả nhà. Đó. Khá là im nha. Con này tầm khoảng từ 8 hoặc 9 lạng nha cả nhà. Không tới 1 ký đâu. Con phải tầm 8 9 lạng. Cũng nặng lắm. Mà dành đen nữa, giờ này là nặng lắm nha cả nhà. Rồi bây giờ thì một lát nữa Tùng về Tùng sẽ quay bắt rắn cho cả nhà xem nha. Tại Tùng đi Tùng có đem bẫy xi cua đặt vô rút liền cả nhà. Thì trên YouTube bây giờ á thì cũng là không có cho mà bắt rắn cái kiểu mà cầm da rồi quơ lại rắn nó táp á cả nhà. Thì cái đó cũng một phần nhạy cảm nha. Thì bây giờ thì bắt thì chỉ về bỏ vô túi lưới thôi. Chứ còn bắt mà cái kiểu đưa da mà như hổ ngựa hổ đồ nó táp á thì cái đó bên YouTube nó sẽ không cho nữa. Thì cả nhà xem và thông cảm cho Tùng nha. Còn hổ hành thì mình bắt được cả nhà. Tại con hổ hành nó không có cắn như hổ ngựa, hổ dệt. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ vô thăm khu vực trong đây còn 2 cái nữa. Có thì Tùng sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ đi thôi. Đến đây thì Tùng có một cái nữa cả nhà. Cái này thì nói chung gài cái bờ trống trống vậy nè để đón hổ dện nha. Thì mấy cái bờ cống trống này hổ dện với hổ ngựa đâu nó hay chạy. Nó vô cái bẫy mình coi sao đây. Nắng quá. Rồi thấy hiu luôn rồi cả nhà ơi. Con chuột nó xé banh chành chứ, chuột còn luôn. Cái bẫy của mình. Chưa chạy nha. Rồi, Tùng cũng dán neo lại luôn cả nha. Cái đầu tiên vô sao thấy dính cái thấy ham cả nha. Có sung có sức để đi thăm tiếp nha. Còn vô cái thứ hai thì nó không có. Dạ còn đây là cái thứ ba. Ở trong cái khu này thì Tùng có 3 cái. Cái thứ ba này coi có không? Cái thứ ba này cũng khá là im nè. Tại vì đây gần cái khu vực quen á cả nhà. Nên quay cảnh quay đồ đi cho cả nhà cùng xem nha. Chứ còn những cái chỗ khác thì Tùng không có quay lên khung cảnh được cả nhà. Con chuột còn luôn. Cái chuyến này chuyến sau nữa Tùng sẽ dời cái này nha cả nhà. Đây thì Tùng có một cái luôn cả nhà. Cái này thì hôm bữa thì Tùng mới chạy nền. Không biết có hay không đây. Cái kiến vàng bu chắc xong rồi quá. Ui. Dính gì không mà nặng dữ vậy.
Chết chết rồi cả nhà. Chết, chết giả xác luôn. Trời ơi chết. Quá trời khiến. Quá trời khiến rồi cả nhà. Được thăm mấy cái trong đây có không cả nhà. Còn luôn. Cái này con chuột nó đi. Chết giả xác. Cái này thì sao đây? Chuột con. Chui vô tới đây mũi cắn giả mạng luôn cả nhà. Trời ơi, nó lâu cái gì nguyên cái bao gì vô tới đây luôn cả nhà. Đâu luôn rồi. Còn lúc luôn. Điểm này hết vắng rồi nè. Giúp cái luồng bẫy này luôn nha. 70 ly. Xuống đây thăm hai cái nữa. Có một giúp luôn cái luồng mini này về luôn cả nha. Mini quá mini. Đó rồi, hai con cua. Thẩm thì tụng gài trong đây. À, dù thẩm có chạy không? Không thấy gì hết rồi cả nhà. Lùng này không thấy rắn. Nặng không? Trời, dính con rắn chết luôn. Kẹt đầu luôn. À, ca này xử lý cả nhà. Ca này để lắc tùng xử lý nha. Trong đây thì tùng còn hai cái nữa. Hai cái này có không có thì tùng cũng giúp luôn. Hy vọng nó có chạy được một con hai con gì. Qua chỗ nhà cùng xem nha. Cái này thì nó cũng khá im, nhưng mà khu này anh em bẫy hết rồi, vắng chạy hơi chậm lắm cả nhà. Rồi không có dấu hiệu. Rồi kẹt đầu nữa. Trời trời ơi trời, còn con chuột luôn. Ây da, đau rồi nha. Chiếc này đau nha cả nhà. Còn vắng luôn, vắng vô mà chuột bợ luôn nha. Rồi xong, hai em là thấy hết cơm ăn, hết gạo rồi cả nhà. Cái này nữa đừng nói dính con nữa, kẹt đầu nữa là thôi thua, bó tay luôn. Mấy cái đống này miễn, đá miễn không. Dép nguy hiểm mà mang. Nguy hiểm nha cả nhà. Ui. Nặng nặng không? Rồi ha, cái này nhẹ. Con chuột hy sinh luôn cả nhà. Chuột tử vong rồi. Đó, bây giờ ra xử lý nó thôi cả nhà.
cái này hôm bữa thì dính được con dợn nè cả nhà. Hôm nay thì biết sao đây. Nắng quá, nắng. Nắng quá, con rắn cũng không chạy luôn. À, chắc chuột còn luôn. Ờ, thấy con chuột còn luôn cả nhà. Giúp luôn. Thôi, chuột mạnh ghê. Trời. Cái bẫy ngày hôm bữa thì dính được con hành ba nè. Hôm nay còn chuột luôn, giúp luôn. Hết giống rồi nha. Rồi, nguyên si bà sĩ. Rồi. Khu này thì có ba cái nè cả nhà, giúp luôn. Rồi hôm nay con chuột nó lòi ra hai ba con luôn nữa cả nhà. Trời ơi. Trời đất ơi, hai ba con chuột bự. Thêm con chuột mình nữa là bốn con. Anh em có thấy vậy chưa? Heo thứ dữ không nè. Đó. Ba con, bốn con. Để mở ra cho cả nhà cùng xem nha. Coi thử đây mấy con nha. Nhiều lắm rồi cả nhà ơi, trong đây. Đá gạch nữa cả nhà. Tôi nè, một lòng mấy con. Trời ơi, ba thằng bự và một thằng nhỏ nha. Chạy. Chạy. Dạ. Rồi xong. Còn lại con của mình nha cả nhà. Quá dữ. Nhà thấy không? Hai giấy đó. Dính một lần 4 5 con chuột. Cái hõm mà hõm đây thì tụt mới chạy nè. Mới chạy nền qua cái lùm chuối bên đây. Còn hai cái nữa. Qua mới chạy nền vô cái lùm chuối này. Nay cũng 3-4 ngày cái lùm chuối với đám cỏ cúc nè. Hy vọng có. Có nha. Đấy giờ vui hàng cái này. Rồi đi du. Theo luôn. Chuột còn luôn nha cả nhà. Quá đã. Rồi. Thăm cái nữa là ra luôn cả nhà. Chút luôn. Điểm này thì vắng này hết chạy rồi. Khi giọng cá trong đây hổm dính hai con nhất với con nhì. Ăn cặp của nó hay vậy cả nhà. Này thì không thấy nữa. Rồi. Ủa cái bẫy này đâu rồi? Con gì lâu vô tới đây dữ vậy? Còn chuột luôn, nó lâu đâu rất trong luôn. Rồi, chút luôn. Tưởng đâu là gì lụm gạo rồi chứ nha, không phải nha cả nhà. Cái này thì Tùng đặt lâu lâu có người ra dở cỏ để thăm luôn cả nhà. Hôm nay thì Tùng rút luôn. Không có dính này. Rút chạy nền luôn. Để đây lâu lâu cái có anh em đi trong đó đó, ta qua cái là ta dở lên, ta thăm dở lên, thăm vắng cũng không dám chạy. Chuột quá im luôn, chuột này gạo hành là quá đã luôn nha.
ăn cái nữa. Chung vào mấy cái điểm này thì đặt khô hành thì có lý không chứ. Rồi, cái này đặt lên cái lồng thấy nó nhẹ veo vậy, thấy thua cái này. Nghiêng chèn luôn. Còn chuột luôn. Rồi, chạy nền luôn cả nhà ơi. Cái nền là vừa đó. Tối nữa chuyện này kiếm cơm khó rồi cả nhà.